sự lựa chọn nào tốt hơn khi đến với Hải Hòa, Tĩnh Gia Thanh Hóa? Đó chính là Queen Hotel. Queen Hotel mang đến sự hài lòng cho bạn về một Queen Hotel. Vâng, và ván đấu thứ nhất thì người chơi Nguyễn Thái Ninh đến từ Quảng Ninh mang mã số 479 đã được cân đỏ đi trước, và ngay lập tức thì anh đã hình thành thế trận tiên nhân chỉ lộ tốt 7-1. Và để đối lại thì Lê Trọng Việt cũng tiên nhân chỉ lộ tiếp là trở thành thế trận đối binh cuộc. Và ngay lập tức thì Nguyễn Thái Ninh đã đi pháo 2-3, hình thành thế trận tốt để pháo. Ở đây thì ngoài phương án mà đi tượng 3-5 thì có thể có những phương án rất là đối công quyết liệt, ví dụ như là pháo 2-5, pháo 8-5. Thế tuy nhiên là anh Lê Trọng Việt đã lựa chọn thế trận là tượng 3-5 để có ý đưa trận thế về một cái trận thế bình ổn hơn, và cái hình cờ có thể đối công với nhau là ít quyết liệt hơn so với hình cờ đi pháo 2 hoặc pháo 8-5. Và ngay sau đó thì Nguyễn Thái Ninh đã đóng pháo trở lại vào đầu, hình thành thế trận ngũ thất pháo để chống lại bên đen. Sau nước đi ban đầu đã trở thành thế trận đơn đề mã và phi tượng 3. Và như vậy chúng ta thấy là từ thế trận đối binh cuộc bây giờ đã chuyển thành thế trận pháo đầu đối đan đề mã. Trở lại với hình cờ thì đến đây thì anh Lê Trọng Việt đã quyết định là đi pháo 8-4 với thành phương án là tả pháo phong xa, dùng cái con pháo này tiến lên được không xa bên cánh phải. Và đây là một trong những cái thế biến mà gây nhiều hình đối công xô xát nhất. Tuy nhiên là cái hình pháo 8-4 ở đây chúng tôi cho rằng là nó sẽ có ít hiệu quả hơn so với hình cờ. Vâng, và để trả lời thì anh Nguyễn Thái Ninh đi một nước cờ cũng tôi nghĩ là rất là đặc biệt, có lẽ là cũng hơi lạ. Và thông thường ở đây thì đi xe 8-6, anh đi xe 2-4, xe 1 có lẽ là không biết là có nhầm lẫn gì chăng hay là không. Có lẽ là đây là anh Ninh sẽ tính rằng nếu như bên đen mà đi pháo 8-5 chiếu tướng thì sẽ là pháo 5-4 chiếu giả. Và sau đó thì sau khi đấu xe thì ăn lại pháo và là đấu quân và tranh tiên. Tuy nhiên là nước cờ này chúng tôi thấy cũng là nước khá là lạ trong cái hình thế này. Nếu như thông thường hơn thì có thể đi xe 8-6 vẫn duy trì áp lực tấn công ở bên cánh trái. Và đến đây chúng ta lại tiếp tục là chờ đợi xem là người chơi Lê Trọng Việt sẽ sử dụng phương án nào. Nếu như trong trường hợp mà đi pháo 8-5 thì chắc chắn là phải pháo 5-4 rồi. Vâng, anh Việt vẫn quyết định đi pháo 8-5. Vâng, pháo 5-4. Vâng, và như vậy là hai bên thì đã đấu hết quân của nhau. Và đến đây thì rất có nhiều khả năng là bên đen sẽ phải phóng pháo lên phong xa. Không, anh Việt đã quyết định không phóng pháo phong xa mà quyết định nhảy mã công gấp, mã 5-6. Một nước đi có thể nói là nếu như trong trường hợp mà có thể chơi một cách an toàn hơn thì là có thể đi pháo 2-6 hoặc là và cũng có thể lựa chọn là phương án mã 5-6. Và chúng ta thấy rằng cả hai bên đều đã có những nước cờ đi tương đối chính xác và thận trọng. Tuy nhiên ở đây nếu như trong trường hợp mà anh Nguyễn Thái Ninh quyết định là đi xe 8-6 thì có cảm giác như bên đen rất là ngột ngạt, tại vì con pháo bị cô, trong khi đó thì không có căn của mã. Tuy nhiên là để đổi lại thì là người chơi Nguyễn Thái Ninh sẽ, nếu như trong trường hợp đó thì sẽ bị đấu pháo, và khi mà hai con mã thì sẽ rất là khó có thể tổ chức được tấn công mạnh. Và như vậy thì chúng ta thấy là hai bên đều có những sự bù đắp nhất định, và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu là anh Nguyễn Thái Ninh có lựa chọn phương án đi xe 8-6 hay không, hay là lựa chọn phương án chạy pháo. Ở đây nếu như trong trường hợp vâng, như vậy tài, bây giờ chúng ta thấy được tín hiệu từ người chơi bạn Nguyễn Thái Ninh đến từ Quảng Ninh. Vâng, Ninh có ý kiến gì? Dạ em xin được nhờ sự trợ giúp của bạn đồng hành. Vâng,
bạn Ninh muốn có một sự trợ giúp từ phía người bạn đồng hành của mình. Với người trợ giúp có thể tự giới thiệu được không ạ? Dạ, xin chào bình luận viên Quốc Anh và thầy chú Thế Chí ạ. Xin chào toàn thể khán giả đang xem chương trình Đấu Trường Cờ Việt. Tôi tên là Hoàng Đức Mạnh, quê ở Phú Thọ và hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Và tôi xin trợ giúp cho anh Thái Ninh. Vâng, thì bây giờ em nghĩ là sẽ đi xe 8 tiến 6. Bởi vì nếu mà anh chạy pháo thì bây giờ sẽ bị... Họ sẽ đi pháo 2 tiến lên để ghim xe lại. Thì con xe của mình sẽ rất khó hoạt động. Thì mà... nếu mà đi xe 8 tiến 6 thì họ mà... Họ đấu pháo thì cũng rất khó thắng trong hình này. Thì nhưng mà mình sẽ có hai con mã có thể hoạt động được thì cố gắng để về trung tàn thôi. Anh cũng hơi tiếc con pháo một chút. Vâng. Ok. Vâng, bạn Ninh đã hài lòng với phần trợ giúp của mình chưa? Dạ vâng, em nghĩ được. Vâng, vậy thì chúng ta... Và bây giờ trận đấu giữa hai kỳ thủ xin phép được tiếp tục. Và như vậy là người chơi Nguyễn Thái Ninh đã được nhận được sự trợ giúp của người đồng hành của mình. Và việc anh Nguyễn Thái Ninh có đi theo cái sự trợ giúp của người đồng hành của mình hay không thì đấy là chuyện khác. Vâng, và cuối cùng là anh Nguyễn Thái Ninh đã quyết định đi xe 2 tiến 6. Và chúng ta thấy rằng là ở đây thì sau khi đi xe 2 tiến 6 thì mặc dù là bị đấu mất con pháo, tuy nhiên là Nguyễn Thái Ninh có lợi là sẽ cô được xe pháo của đối thủ. Và đây là một cái tiền đề để cho anh có thể lấn lướt so với đối thủ. Và tuy nhiên thì đến đây nếu như trong trường hợp mà người chơi Lê Trọng Việt mà muốn cân bằng được thế trận thì chắc chắn là phải tìm cách, một là cởi con cô xe pháo, hai là phải sử dụng mã để làm căn cho xe để cởi pháo ra. Và trong những cái trường hợp như vậy thì chắc chắn là sẽ phải tốn khá nhiều nước để thực hiện cái ý đồ đó. Vâng, và anh Việt đã đi tượng 5 thoái 3 với mục tiêu là bình pháo 2, bình 5 chiếu tướng bắt xe. Nếu như trong trường hợp mà người chơi Nguyễn Thái Ninh mà lên tượng hoặc sĩ thì chắc chắn sẽ là pháo mã 3 sẽ tiến, mã 7 sẽ tiến 6 bắt mã. Tuy nhiên cái nước này cũng là một cái nước có không có lợi. Bởi vì nếu giả sử như đến đây Nguyễn Thái Ninh đi tượng 3 tiến 5 chẳng hạn, mà nếu như vội vàng đi mã 7 tiến 6 thì sẽ bị mã 5 tiến 6 ăn. Đây mà rõ ràng là sai lầm rồi. Mã 5 tiến 4 ăn ngay. Và nếu bình pháo vào chiếu thì sẽ là mã 4 tiến 5. Và sau khi ăn xe thì sẽ là nhảy mã, nhảy chiếu và ăn lại xe. Và tôi chưa kịp nói phân tích xong thì anh Lê Trọng Việt đã đi ngay mã 7 tiến 6. Và rõ ràng ở đây là một cái nước sai lầm rất là hớ hênh rồi. Nếu như người chơi Thái Ninh mạnh dạn ăn mã 5 tiến 4 thì chắc chắn là sẽ giành nhiều thắng lợi. Bởi vì nếu như pháo 2 bình 5 thì sẽ là mã 4 lại tiến 5 ăn pháo. Và nếu như tiến xe lên ăn xe thì sẽ là mã 5 lại tiến 7 ăn. Và rất đáng tiếc người chơi Nguyễn Thái Ninh đã không nhìn ra nước cờ này. Phải nói là rất đáng tiếc. Nếu như anh Ninh lập tức ăn mã luôn thì đã giành được thắng lợi ngay lập tức. Nhưng mà Nguyễn Thái Ninh rất tiếc là đã không nhìn ra nước cờ rất đơn giản này. Nếu như mã 5 tiến 4 ăn mã và pháo 2 bình 5 chiếu tướng đã bắt xe thì tiếp tục ăn pháo. Và nếu xe 2 mà tiến 3 ăn lên xe thì sẽ là mã 5 lại tiến 7 ra chiếu tướng bắt lại xe. Và như vậy thì bên Lê Trọng Việt không còn một quân nào, đồng nghĩa với thua luôn trận này. Nhưng rất tiếc là Nguyễn Thái Ninh đã bỏ qua một cơ hội ngàn vàng này. Và bây giờ thì tất nhiên là Nguyễn Thái Ninh vẫn còn ưu thế. Tuy nhiên là trận đấu sẽ phải trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vâng, cũng phải nói thêm là đây là game show Đấu Trường Cờ Việt. Và chúng ta là những cái thí sinh sẽ phải ngồi một mình trong một phòng. Thế nên là cái tâm lý của họ cũng không thể nào như là một trận đấu giao lưu, giao hữu ở bên ngoài được. Cho nên là họ cũng có rất là khó khăn khi mà vừa phải nghĩ tư duy thật là nhanh, đúng không trọng tài Nguyễn Thế Chí? Vâng, chính xác là như vậy. Mà như vậy có điều đó có nghĩa là thực ra đấy chính là vấn đề là tâm lý thi đấu của các kỳ thủ. Phải nói là đây cũng là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng để mà quyết định được cái thành bại của mỗi kỳ thủ. Và những người nào mà có tâm lý vững vàng hơn, có sự sắc bén hơn, nhạy bén hơn trong thi đấu thì người đấy sẽ giành được chiến thắng.
Và chúng ta đã từng thấy là những cái có rất là nhiều người chơi cũng đến với đấu trường cờ Việt và họ đã rất xuất sắc khi mà đã tận dụng được từng cơ hội nhỏ nhoi, từng giây phút rất là quý giá để giành được thắng lợi. Phải nói là chúng tôi cho rằng là đấy chính là những cái yếu tố mà tạo nên đẳng cấp của kỳ thủ. Còn có một điều cũng rất là dễ hiểu là ở trong cái sân chơi của chúng ta, khi mà lên truyền hình gặp nhiều những cái tâm lý cũng như là gặp những cái mà khó khăn về mặt thi đấu thì cũng tạo nên cho một cái lối chơi nó sẽ không được mạnh mẽ như khi bình thường chúng ta chơi ở nhà cũng như là khi chúng ta đấu ở trên đội tuyển của mình. Và đây thì chúng ta thấy là dù sao đi nữa phải nói là một cơ hội ngàn vàng anh Nguyễn Thái Ninh đã bỏ qua. Và đến đây thì trận đấu chúng ta có thể nói rằng lại bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Ninh thì vẫn có một cái lợi thế rất là quan trọng là vẫn ghim chặt được con xe con pháo ở bên cánh phải của đối phương, tức là cánh trái của mình. Và nếu như anh Nguyễn Thái Ninh mà tận dụng tốt điều này thì anh Nguyễn Thái Ninh hoàn toàn có thể giành được chiến thắng ở trong ván đấu này. Vâng, lợi dụng ngay lập tức là lên sang con tốt, nhưng có lẽ nước cờ này tôi cho rằng cũng không phải là nước cờ quá mạnh, bởi vì người chơi Lê Trọng Việt có thể đi mã 4 thoái 3. Tuy nhiên là nếu mã 4 thoái 3 thì sẽ là mã 6 lại tiến 7. Thì dù sao đi nữa thì quân gỡ lại được con tốt, nhưng đội hình của Lê Trọng Việt rất là khó đi, tại vì cả xe, cả pháo, cả mã thì đều vâng, và như vậy thì chắc chắn là mã 6 tiến 7 rồi. Thì sau khi ăn tốt lên thì mặc dù có lẽ là anh Nguyễn Thái Ninh cũng hơi cầu toàn trong nước cờ này. Và tất nhiên là có thể đến đây thì vẫn có thể sau khi đấu mã lại tiếp tục ra cô xe pháo thì vẫn là một ưu thế có thể dẫn đến thắng lợi. Tuy nhiên là nếu như đi mã 6 và tiến 7 thì gần như là bên quân của anh Thái Ninh gần như không có đường để mà đi. Và chỉ ung dung phát triển con mã 1 tiến lên là chắc chắn là sẽ giành được thắng lợi. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng nếu một cách chơi đơn giản nhất là anh Nguyễn Thái Ninh có thể đi mã 6 tiến 5, ăn pháo xong sau đó lại xe 7 lại bình 8, cô xe pháo mà trước sau thì chắc chắn là sẽ bắt được con pháo này nếu đi chính xác. Vâng, và có lẽ là anh Ninh đã lựa chọn cái con đường đó rồi. Vâng, và tượng 7 tiến lên. Vâng, và như vậy là nếu như không có gì thay đổi thì anh Ninh cứ ung dung mã 1 tiếng 2, sau đó mã 2 tiếng 1, sau đó đưa dần tốt qua và cứ thế tìm cách bắt con pháo thì bắt, mà không bắt con pháo cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì xe pháo thì trước sau thì xe cũng phải rời con pháo ra và sẽ ăn được con pháo thôi. Và như vậy thì đến đây thì hình cờ chúng ta có thể thấy rằng là nếu như chơi một cách cẩn trọng và chắc chắn thì người chơi Nguyễn Thái Ninh sẽ giành được thắng lợi ở ván cờ này. Với nguyên tắc là đừng để cho đối phương có thể bình xe bắt mã là được. Vâng, đi sĩ 5 tiến 6. Có lẽ là anh Việt muốn một cái hy vọng rất là mỏng manh là chắc là lâu dài có thể tìm cách thoát xe ra. Tuy nhiên là với cái hình cờ này thì rất là khó có thể thoát được cái cô xe pháo rất là khó chịu này. Trong trường hợp mà nếu như bên đen mà quyết định bỏ pháo để gỡ được cái thế cô thì trước sau thì sẽ hình thành một cái thế là bên đỏ sẽ có xe mã tốt đánh với bên đen là xe sĩ tượng bền. Và đó là hình cờ thông thường là dẫn đến thắng lợi cho bên đỏ. Tuy nhiên là chúng ta hãy cùng chờ xem liệu là hai người chơi chúng ta có thể dẫn đến cái diễn biến như vậy hay không. Ở đây chúng ta thấy là anh Nguyễn Thái Ninh đã tìm cách là chuyển mã để bắt pháo. Và nước tiếp theo rất có thể sẽ là mã 4 tiến 6 bắt mã pháo.
Tuy nhiên là thực ra đối với hình cờ như thế này thì những nước đó cũng không cần thiết, bởi vì chỉ cần là cứ đi mã tốt, chuyển về vị trí thuận lợi là giành được thắng lợi rồi. Tại vì con pháo thì trước sau gì cũng phải rời ra và sẽ phải bắt được mà thôi, chứ không nhất thiết là phải dùng mã để bắt. Nếu như chúng ta có thể tưởng tượng như đi tốt 1 tiến 1 tiếp, sau đó là tốt 1 bình 2 bình 3 bình 4 bình 5 bình 6 bình 7 và tiến xuống là cũng đã đủ để giành được thắng lợi rồi. Vâng, và như vậy thì anh Nguyễn Thái Ninh cũng đã có lẽ đã tính đến đường như vậy, tiếp tục tiến tốt lên để hãm tốt và có ý bắt thêm cả tốt biên khi cần thiết. Thậm chí nếu mà đánh khéo thì có lẽ là anh Nguyễn Thái Ninh sẽ còn xe mã 2 tốt đánh với xe sĩ đường bền, chứ không phải là chỉ có xe mã 1 tốt. Vâng, đến đây thì rất có thể là Nguyễn Thái Ninh vẫn đi mã 4 tiến 6 bắt pháo. Nếu như trong trường hợp mà pháo 2 thoái 1 thì cứ xe 8 sẽ tiến 1. Và nếu như bình sẽ xe bắt pháo thì sẽ là xe pháo 6 sẽ tiến 7 chiếu và sau đó sẽ ăn pháo. Tuy nhiên là anh Ninh cũng không nhất thiết là phải ăn pháo mà cứ đi mã tốt đến cũng là thành công rồi, đúng như tôi phân tích. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là dù có ăn pháo hay không ăn pháo thì cũng như nhau mà thôi. Vâng, và anh Ninh đã lựa chọn phương án thứ hai, tức là không ăn pháo mà cứ đưa tốt đến tận cùng. Và rất có thể là đưa tốt đến vị trí ngũ để giữ mã, sau đó nhảy mã bắt, xong tiến xe 1. Phải nói là vây hãm thật chặt đối phương và trở nên là chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Vâng, trong màn đấu đầu tiên thì lợi thế đang nghiêng về kỳ thủ Nguyễn Thái Ninh đến từ Quảng Ninh, và không biết là trọng tài Nguyễn Thế Chí có ấn tượng gì với cách chơi của những người Quảng Ninh không ạ? Phải nói là cái phong trào cờ của tỉnh Quảng Ninh thì phát triển trong những năm gần đây là rất là mạnh. Địa phương Quảng Ninh thì cũng đã tổ chức được nhiều cái giải cờ mang tầm cỡ quốc gia, và những cái giải cờ của tỉnh thành khu vực Quảng Ninh thì cũng đã tạo cơ hội để cho nhiều anh em cờ trong khắp mọi miền của Tổ quốc đến giao lưu và thi đấu. Về cụ thể với cá nhân anh Nguyễn Thái Ninh phải nói là một người chơi cũng rất là sắc sảo, và anh phải nói là tôi thấy một cái đặc điểm rất lớn của Nguyễn Thái Ninh là rất là kiên trì và có cái độ tập trung rất là cao độ. Và ở những cái hình cờ mà nếu như với một cái ly hơn như thế này thì có lẽ là người chơi Nguyễn Thái Ninh rất khó để anh bỏ qua được, và chắc chắn là tôi nghĩ rằng cái ván đấu như thế này thường thường là anh sẽ giành được thắng lợi mà thôi. Trở lại với người chơi Nguyễn Thái Ninh thì ở hai vòng đấu trước thì chúng ta thấy rằng phải nói là anh là một trong những người rất duyên. Tôi theo dõi thấy những cái ván đấu của anh phải nói là rất là may mắn. Anh đều xuất hiện những cái sai lầm rất là nghiêm trọng của đối thủ, và anh đều đã tận dụng nó rất là tốt để mà chiến thắng ở trong những hình cờ tưởng chừng như không có thể thắng lợi được. Và đây thì rõ ràng chúng ta thấy là khi mà người chơi Lê Trọng Việt đã mắc những cái sai lầm rất là nghiêm trọng ở trong ván đấu này thì để dẫn đến cái tình huống mà bị cô quân rất là mạnh mẽ thì ở đây chúng ta thấy là rất là khó để cho Lê Trọng Việt có thể đỡ được ván này. Mà ngược lại thì chúng ta thấy rằng là người chơi Lê Trọng Việt cũng là một người chơi cũng có gặp khá nhiều may mắn ở trong đấu trường cờ Việt của chúng ta. Nếu như anh Quốc Anh mà đã theo dõi những vòng đấu thứ nhất của anh Lê Trọng Việt thì anh đã thấy là ở ván đấu cờ chớp thì anh Lê Trọng Việt khi mà gặp người chơi Tô Xuân Thiết thì nhẽ ra anh đã bị chiếu hết ngay lập tức rồi, nhưng anh Tô Xuân Thiết đã bỏ sót và anh Tô Xuân Thiết đã đi một nước sai lầm nghiêm trọng và dẫn đến là thua cờ, và như vậy là thua ngược so với anh Lê Trọng Việt. Mà không biết rằng ở ván đấu này thì liệu là người chơi Lê Trọng Việt có gặp được những may mắn như ở vòng đấu thứ nhất đó hay không.
Vâng, như vừa rồi chúng ta thấy là Lê Trọng Việt cũng suýt bị mất con mã, nhưng mà rất là may mắn khi mà người chơi Nguyễn Thái Ninh đã bỏ qua, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà các cụ vẫn có câu rằng là họa thì vô đơn chí, phúc thì bất trùng lai. Có lẽ là tôi nghĩ rằng là cái niềm may mắn đấy khó lòng lặp lại lần thứ hai. Ở đây thì anh Nguyễn Thái Ninh cứ thản nhiên đi mã 4 tiến 6 với mục tiêu đe dọa là mã 6 sẽ thoái 5 mà bắt thêm một con tốt cho nó chắc chắn. Còn nếu trong trường hợp mà xe 2 mà bình 4 để bắt mã thì chắc chắn sẽ là mã tiến 7 chiếu và sau đó mới ăn pháo. Và như vậy thì anh Việt đã né tướng để với mục đích là tránh cái nước mã chiếu. Nhưng mà tuy nhiên là có lẽ là anh Ninh sẽ tính cách là vận chuyển mã thôi chứ không có chứ không lợi. Vâng, và chắc chắn rồi, anh Ninh sẽ không nhầm lẫn đến mức mà để cho anh Việt bình ra bắt mã đâu. Và nước tiếp theo rất có thể là mã sẽ tiến 5 xong rồi sau đó lại tiến 7 bắt pháo. Và còn có một đường khác mà tôi có thể nhìn thấy là anh Nguyễn Thái Ninh có thể đi tốt ra và sau đó dùng tốt bắt tốt. Tất nhiên là anh Ninh có thể đi một phương án nhanh hơn, tức là mã 7 tiến 5, xong sau đó là mã 5 lại tiến 7 bắt pháo. Và như vậy là cũng là bắt chết con pháo, thì sau đó thì sẽ hình thành một thế trận là xe mã 2 tốt để thắng cái xe sĩ tượng bền. Và đến đây có lẽ là anh Lê Trọng Việt có lẽ là phải tính đến đường liều là bỏ pháo. Vâng, xe bình 4 bắt pháo, bắt tốt, hy sinh để chấp nhận là sẽ trở thành là kém quân. Nhưng mà bên có hai tốt đối đầu, rất khó cho anh Nguyễn Thái Ninh có thể thắng. Cho nên là đây cũng là một cái, tôi cho rằng cũng một cái sai sót nhỏ nhỏ của anh Nguyễn Thái Ninh. Mà nhẽ ra anh có thể chơi là mã 7 tiến 5, xong sau đó mã 5 tiến 7 thì vẫn giữ nguyên được con tốt thì hay hơn. Và như vậy trong trường hợp đó thì sẽ là xe mã và rất nhiều tốt đánh với xe sĩ tượng bền. Tất nhiên thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là trước sau thì anh Thái Ninh cũng giành được thắng lợi thôi, bởi vì xe mã tốt cũng là đủ thắng so với xe sĩ tượng bền rồi. Tuy nhiên là nếu như để xe mã nhiều tốt thì cái khả năng giành chiến thắng nó sẽ nhiều hơn so với xe mã một tốt. Ở đây nếu như trong trường hợp mà Lê Trọng Việt đi xe 4 bình 3 giữ tượng mà bên đỏ đi mã tiến 5 bắt xe thì lại sẽ là xe 3 thoái 1. Thì rồi tiếp theo nữa là sẽ là xe 8 tiến 1 bắt tốt biên. Thì như vậy là sẽ hình thành một thế trận là xe mã tốt đánh với xe sĩ tượng bền. Và vẫn đúng như hình là xe mã tốt đánh xe sĩ tượng bền. Tuy nhiên nếu như dùng mã bắt pháo thì chúng ta thấy là sẽ là xe mã và có thể là hai tốt chứ không phải là một tốt để đánh với xe sĩ tượng bền thì gần như là nó sẽ đơn giản hơn. Vâng, mà ở đây thì tôi cho rằng là có lẽ là xe thoái 4 thì còn có khả năng hơn là xe thoái 1. À xin lỗi, xe thoái 3. Nếu như trong trường hợp mà xe 8 tiến 1 thì sẽ là xe 3 bình 1 thì có thể là nó kiên trì hơn một chút. Tất nhiên là cũng vẫn là thua thôi, nhưng mà nó cũng... À, bây giờ thì chắc chắn là phải thoái tượng rồi. Và sau đó khi ăn tốt thì tiến lên bắt lại tốt. Không, anh đã quyết định là bình ra giữ tốt. Bây giờ nếu như tiến xe chiếu và sau đó xe bình 7 bắt tượng thì rất có thể là người chơi Lê Trọng Việt sẽ bị vỡ tượng hoặc sĩ. Trường hợp mà xe 8 tiến 3 bắt buộc phải sĩ 5 thoái 4. Và xe 8 bình 7 nếu thoái tượng thì sẽ bị mã 5 tiến 4 ăn lợi sĩ. Còn nếu không thì sẽ là xe 7 thoái 4 ăn lợi tượng.
À không, anh Ninh đã không đi nước cờ đó và vẫn quyết định là thoái sĩ. Với mục tiêu là chắc lâu dài ta sẽ sử dụng mặt tướng để trợ công. Tuy nhiên thì điều đó thì cũng sẽ tạo điều kiện cho đối phương có thể củng cố được đội hình chăng? Vâng, trong trận này thì thời gian của anh Lê Trọng Việt còn 7 phút 20 giây và của anh Nguyễn Thái Ninh là 9 phút 6 giây. Ở đây có lẽ là anh Nguyễn Thái Ninh sẽ chờ đợi cho đối phương đi tượng 3 hoặc tượng 7 thoái 5 và sau đó thì anh sẽ tiến chiếu và ăn lợi sĩ. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp mà Lê Trọng Việt mà xem 1 thoái 2 thì sau đó mới thoái tượng. Vâng, và anh Lê Việt đã chọn phương án là thoái tượng sĩ trước. Và như vậy thì nếu như xe 8 mà bình 3 bắt tượng thì rất có thể là sẽ mất sĩ hoặc tượng. Phải nói là anh Lê Trọng Việt lại tiếp tục lại đã phạm một cái sai lầm tiếp theo. Vâng, và đã bắt tượng rồi. Nếu như tượng 7 tiến 9 thì sẽ rất có thể là sẽ là xe 3 sẽ bình 2 và vẫn tiếp tục là với cái đội hình méo mó này thì sẽ rất nguy hiểm cho người chơi Lê Trọng Việt. Vâng, và có lẽ là cái nước cờ xe 3 tiến 1 của anh Nguyễn Thái Ninh có phần hơi vội vàng. Và đây thì chúng ta thấy là sẽ hình thành một cái thế trận là mã tốt đánh với sĩ tượng bền. Tuy nhiên là khác với mã tốt thông thường là đây là có con tốt đối đầu. Và như vậy thì rất có thể là anh Ninh sẽ tìm cách bắt được con tốt đối đầu này thì và giành được thắng lợi. Vâng, và ở đây thì đơn giản nhất là nếu mà tốt và đổi được tốt tượng thì cũng là giành được thắng lợi rồi. Vâng, mà về sĩ này thì sẽ tạo điều kiện cho bên đỏ có thể ăn tốt và như vậy là mã tốt là chắc thắng với hình cờ hai sĩ một tượng. Nếu như anh Nguyễn Thái Ninh có thể đi đơn giản là tốt 4 bình 3 ăn tốt. Sau đó nếu tượng ăn lên thì mã 5 sẽ thoái 3 ăn tượng và như vậy là gần như chắc chắn giành được phần thắng. Vâng. Những nước tiếp theo rất là đơn giản là dùng mã cản tượng sau đó đưa tốt sang. Sau đó lấy tốt bắt tượng và sẽ giành được chiến thắng. Việc đầu tiên phải đưa mã cản tượng và hoặc là bắt tượng cũng như nhau thôi. Vâng, có vẻ như người chơi Nguyễn Thái Ninh rất thuộc bài. Đây là đưa tốt vào 5, sau đó là đưa mã đến vị trí hoa pháo, sau đó là đưa tốt ra khi bắt buộc phải treo tượng lên biên, thì sẽ là bình tốt ra biên để bắt tượng. Vâng, và đúng như có lẽ là thuộc lòng rồi. Vâng, những cảm xúc rất riêng của hai người, tôi thấy là Nguyễn Thái Ninh thì đang rất là đăm chiêu đúng không ạ? Còn Lê Trọng Việt thì lại vâng, nở một nụ cười. Có lẽ là anh Thái Ninh thì sẽ cho rằng là đang đăm chiêu để nghĩ xem là đúng bài như thế không và đang đi rất là đúng bài. Còn Lê Trọng Việt cười chắc là nghĩ là ừ, hóa ra ông này cũng biết bài đấy chứ. Và rất vui. Đến với game show Đấu Trường Cờ Việt thì ngoài những trận đấu rất là căng thẳng và quyết liệt thì chúng ta cũng có những cái giờ phút với những hình ảnh cảm xúc của người chơi rất là dễ thương và rất là ngộ nghĩnh. Vâng. Và nếu mà những cái hình ảnh mà phải nói là rất là vui như thế thì tôi hay liên tưởng đến những kỳ thủ
ví dụ như là anh Trương Văn Thi ở Vĩnh Phúc, anh Đỗ Văn Tư hay là anh Lưu Quang Tuyên, phải nói là những cái người chơi mà luôn luôn gây cho khán giả những cái rất là xúc động và những cái rất là ấn tượng về cái phong thái cũng như là cái cách chơi cờ của các anh. Còn đây thì đến đây thì việc của bên đỏ là khá là đơn giản, thì việc dùng tốt ăn đến đôi sĩ là kết thúc được ván cờ, thậm chí là tốt ăn một sĩ nếu mà đánh chính xác cũng vẫn thắng. Và đây lại có lẽ lại còn ăn được không sĩ lại có lẽ lại còn đơn giản hơn. Vâng, trận đấu thì đã kết thúc rồi. Vâng. Và như vậy. Vâng, xin mời trọng tài Nguyễn Thế Chí. Và như vậy là ở ván đấu thứ nhất thì người chơi Nguyễn Thái Ninh đã giành được thắng lợi và người chơi Nguyễn Thái Ninh đã tạm dẫn với tỷ số 2-0. Tôi và trọng tài Nguyễn Thế Chí cũng đã sẵn sàng. Quốc Anh xin được công bố ván đấu thứ hai, bắt đầu. Vâng, và như vậy là ván đấu thứ hai thì người chơi Lê Trọng Việt đến từ Thanh Hóa mang mã số 033 đã được quyền cấn đỏ đi trước và anh lại tiếp tục tiên nhân chỉ lộ tốt 7 tiến 1. Và ngay lập tức thì người chơi Nguyễn Thái Ninh đã trả lời bằng nước táo 2 bình 3, hay còn gọi là phương án tốt để pháo. Và đây thì anh Việt vẫn tiếp tục là chơi những phương án rất là bình ổn, tức là tượng 7 tiến 5 và sau đó là pháo 8 bình 9. Và có lẽ là lại tiếp tục là nhường quyền tấn công cho đối thủ. Thông thường hơn thì ở những cái ván đấu như thế này thì ở nước thứ 2 thì bên đỏ thông thường là hay đi pháo 2 bình 5 và trở thành thế trận là tiên nhân chỉ lộ chuyển trung pháo. Tuy nhiên thì ở đây thì anh Việt đã không lựa chọn phương án đó và anh Việt đã lựa chọn phương án tiến tốt và sau đó tiến tượng. Hy vọng là với thế trận bình ổn và quyết định là tấn công dần dần. Tuy nhiên là với thế trận như thế này thì thông thường là sẽ nhường lại cái nước tiên cho đối thủ. Và như vậy thì người chơi Nguyễn Thái Ninh đã ngay lập tức là chớp cơ hội thí ngay tốt 3 tiến 1 để bỏ trước bắt lại sau, sau đó là tiến xe lên và bắt lại tốt. Ở đây thì anh Việt lại tiếp tục là đi phương án pháo 9 thoái 1 với mục đích là sau đó thì sẽ bình ra để đuổi xe. Ở đây thì anh Ninh hoàn toàn có một số phương án xử lý. Có thể phương án thứ nhất là đi xe 8, xe 2 sẽ tiến 8 để ngăn cản pháo bắt xe. Phương án thứ hai có thể sử dụng là pháo 3 tiến 5 ăn mã, xong rồi sau đó thì mới là ăn tốt. Tuy nhiên là phương án này thì sẽ phải đấu quân và tuy nhiên là rất có thể là anh Ninh sẽ sử dụng phương án đấu quân. Không, anh Ninh lại chẳng sử dụng phương án nào trong cả hai phương án chúng tôi dự kiến và anh Ninh đã quyết định là tiến xe bắt pháo ngay. Bắt mã ngay, xin lỗi. Đang đe dọa là pháo 3 sẽ tiến 5 ăn không con pháo của đối thủ. Và nếu như trong trường hợp mà mã tiến lên thì có lẽ lúc bấy giờ anh Ninh mới sử dụng xe 2 tiến 1. Vâng, và bắt buộc là phải nhảy mã lên. Và chắc chắn là lúc này sẽ là xe 2 tiến 1. Vâng, và có lẽ là đây là một nước muốn tranh tiên của anh Nguyễn Thái Ninh. Tuy nhiên là có thể chơi đơn giản hơn là xe tiến 8 ngay. Hoặc phương án đơn giản hơn nữa là cũng có thể ăn pháo xuống mã và sau đó sẽ bình xe sang. Và ở ván đấu này thì người chơi Nguyễn Thái Ninh chỉ cần một ván đấu hòa, cho nên không nhất thiết là anh phải cố gắng để giành được phần thắng. Như vậy thì qua những nước đi đầu tiên trong phần khai cuộc, chúng ta có thể nhận thấy rằng người chơi Lê Trọng Việt ở ván đấu thứ hai đã được cầm con đỏ đi trước. Tuy nhiên anh đã không tận dụng được ưu thế đi trước này của mình. Và ngược lại thì sau những nước khai cuộc thì chúng ta thấy rằng cả hai xe của bên đen thì đã vào được vị trí rất là tích cực và đã liên tục là tấn công về phía bên đỏ. Còn ngược lại thì bên đỏ thì tuy là hơn được con tốt sang sông, đồng thời với việc là hai xe của mình thì đều nằm ở trong góc. Và như vậy thì nếu như đi quá nhiều nước bằng một con tốt là điều không có lợi trong hình cờ này. Vâng, cũng rất bất ngờ anh Ninh lại bỏ, à không, tôi thấy là anh muốn bỏ trước bắt lại sau, sau khi chiếu tướng thì sẽ bình xe sang bắt mã. Đây cũng là một trong những phương án cũng có thể chấp nhận được.
sĩ 4 tiến 5 và chắc chắn là xe 8 bình 3 rồi. Và ở đây ngoài nước bắt lại mã ra, chúng ta thấy là anh Ninh còn có một thủ đoạn rất là hung hiểm, tức là xe 3 sẽ tiến 5 bắt xe. Nếu mà xe sẽ ăn vào thì sẽ là pháo, vật pháo chiếu hết ngay. Còn nếu không thì sẽ là xe 2 bình 5 ăn sĩ tâm, gọi là một đòn gọi là đại đảm xuyên tâm mà cũng là kết thúc ván cờ ngay lập tức. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu người chơi Lê Trọng Việt có phương án nào đối phó không. Anh Lê Trọng Việt đã thoái bắt xe rồi. Vâng, quay trở lại với người chơi anh Lê Trọng Việt đến từ Thanh Hóa, thì trọng tài Nguyễn Thế Chí có ấn tượng gì với phong trào cờ của địa phương nơi đây không ạ? Vâng, phong trào cờ của tỉnh Thanh Hóa phải nói là cũng là một trong những phong trào cờ rất mạnh các bạn. Và đặc biệt là tôi thấy là những cái kỳ thủ ở Thanh Hóa, những cái kỳ thủ hàng đầu của Thanh Hóa đã từng đạt những thành tích rất cao ở các giải toàn quốc. Và vừa rồi thì tôi, nếu mà nói về địa phương Thanh Hóa, thì tôi muốn nhắc đến một cái tên, đó là anh Trần Hữu Bình, là đã đạt được cái thành tích rất cao ở trong cái giải toàn quốc. Và đặc biệt là ngoài cái bộ môn cờ tướng ra thì các anh Thanh Hóa cũng đã lập được thành tích rất xuất sắc trong cái bộ môn cờ nó mang tính chất dân dã hơn, tức là bộ môn cờ úp. Bộ cờ úp mà chúng ta đã thi đấu được rất là sòng phẳng với một nước bạn rất mạnh về cờ tướng, đó là Trung Quốc. Và phải nói là địa phương Thanh Hóa chúng ta thấy là rất là ấn tượng với những cái phong trào cờ như thế. Và trở lại với ván đấu thì chúng ta thấy rằng tuy nhiên là đến đây thì có lẽ là người chơi Lê Trọng Việt đã chịu những cái áp lực rất lớn của bên đen, mặc dù là cầm quân đỏ đi trước. Thế nhưng mà đến đây thì anh đã mất hết cả cái ưu thế đi trước rồi. Và hoàn toàn là ở thế bị động, người chơi Nguyễn Thái Ninh có thể, thứ nhất là đơn giản nhất là, vâng, có lẽ tôi thấy là một nước cờ. Vâng, anh Lê Trọng Việt cũng tận dụng ngay cái thời khắc mà anh Ninh đã thoái con xe vào đúng chân mã để mà tận dụng ra xe đuổi mã. Phải nói là đây cũng là một cái nước biến rất thông minh. Nếu như nhẽ ra thì anh Ninh thoái xe về bắt mã thì sẽ không có đòn này. Thậm chí nếu mà thoái xe về bắt mã, thậm chí còn có đòn là đi thẳng xe vào mồm đối phương, tức là đi xe 2 tiến, xe 3 tiến 5. Nhưng ở đây thì nếu mà xe 3 tiến 5 thì mã ăn về xe 8. Và như vậy là sẽ thoát được cái mối đe dọa là con xe đã bắt mã. Tuy nhiên là thoát được mối đe dọa đó thì lại bị vẫn bị một cái mối đe dọa khác. Và nếu mà chơi đơn giản thì có thể là thoái xe về và sau đó là đấu xe. Còn trường hợp mà nếu như trong trường hợp mà tiến ăn xe thì sẽ là mã 7 thoái 8. Tất nhiên là cũng vẫn có thể bắt lại được mã nhưng sẽ rất là khó khăn. Vâng, anh Thái Ninh đã lựa chọn là xe bình 9 và như vậy thì rõ ràng là đã để sổng với con phá không. Nếu mà ăn lên thì sẽ là pháo nên dọa hết. Và nếu mà đỡ thì là sẽ là xe ăn mã, và đây là cũng đức có thể là rất dễ dẫn đến sai lầm của anh Nguyễn Thái Ninh. Nếu trong trường hợp mà đi xe 7 tiến 5, pháo 3 tiến 2 thì sẽ là pháo 9 bình 7. Nếu như xe đỏ mà xe đen mà ham ăn mã thì sẽ có nước pháo 2 tiến 2 bắt pháo thì sẽ rất nguy hiểm. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, có lẽ là anh Nguyễn Thái Ninh có phần hơi lơi lỏng trong cái nước cờ này. Nhẽ ra anh cần đi chặt chẽ hơn khi mà đã giành được ưu thế. Vâng, có lẽ là Lê Trọng Việt cũng đã nhìn ra đường đó. Và Lê Trọng Việt đi rất nhanh. Và đến đây Lê Trọng Việt lại hơn quân rồi. Ở đây thì rõ ràng là Nguyễn Thái Ninh tưởng rằng là mình sẽ ăn lại được quân, cho nên là anh mới đi một nước cờ khá là vội vàng như vậy. Nhưng đến đây thì Nguyễn Thái Ninh đã không ăn được quân nào cả. Nếu như trong trường hợp mà dại dột đi xe 9 tiến 2 thì sẽ là pháo 2 tiến 2 bắt pháo đồng thời bắt xe. Thì như vậy là bên Nguyễn Thái Ninh sẽ mất quân. Và như vậy thì hay nói cách khác là anh đã bỏ trước nhưng không bắt lại được sau, và đến đây thì anh đã trở nên là kém quân rồi.
Và ván đấu này thì chúng ta thấy rằng ở ván đấu thứ hai thì tôi có cảm giác như cả hai người chơi chúng ta đều khá là vội vàng. Cho nên là mặc dù thời gian thì còn rất nhiều nhưng mà hình cờ thì đã qua phần giai đoạn chung giai đoạn khai cuộc và chuyển sang chung cuộc rồi. Thì rõ ràng là có vẻ như các cái kỳ thủ của chúng ta đã không dành đủ thời gian cần thiết để cho những nước cờ quan trọng, và như vậy thì thông thường là sẽ đi những nước rất nhanh, mà điều rất dễ nhận thấy là có thể dễ dàng dẫn đến những cái sai sót rất là nghiêm trọng. Lại với người chơi Nguyễn Thái Ninh đến từ Quảng Ninh thì chúng ta thấy rằng người chơi Nguyễn Thái Ninh là nói là một trong những người chơi là rất là thông minh sắc sảo. Tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Ninh cũng có một cái nhược điểm là nhiều khi cũng khá là vội vã. Cho nên là ngay ở ván đấu vòng đấu thứ nhất cũng như vòng đấu thứ hai thì anh đều bị thua những cái ván cờ mà rất là đáng tiếc, và cũng phải nhờ đến may mắn thì anh Thái Ninh mới giành được những thắng lợi ở những vòng đấu tiếp theo. Và nhờ qua đó thì mới góp mặt với chương trình của chúng ta ở trong chương trình này. Phải nói là tuy nhiên là đến đây thì tôi cho rằng những cái sự may mắn cũng đã đến rất nhiều lần và khó lòng có thể là đạt được nhiều cái may mắn trong cùng một thời điểm. Vâng, có lẽ là trong cái trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta cùng thấy được cả hai người chơi là anh Nguyễn Thái Ninh và anh Lê Trọng Việt cũng rất là may mắn đúng không ạ? Vâng. Khi họ cũng thực sự họ cũng rất là may khi mà họ được gặp nhau luôn. Vâng. Vâng, hai người chơi còn rất trẻ. Họ khai cuộc thì họ di chuyển những nước cờ rất là nhanh, và trọng tài Nguyễn Thế Chí có thể chia sẻ về cái cách đi của những người trẻ thì họ thường đánh như thế nào không ạ? Chúng ta cũng không nên là phân biệt người trẻ hay người già, và do là cũng phương pháp chơi thôi. Người nào mà cũng nóng tính và thường vội vã thì có đến già cũng vẫn thế, và ngược lại. Ở đây chúng ta thấy rằng có những người chơi mặc dù rất là cao tuổi nhưng mà có thể cũng đi rất là nhanh, xử lý cờ rất là nhanh. Nhưng có những người thì ít tuổi hơn nhưng mà xử lý cờ cũng có phần rất là chín chắn. Ví dụ anh Nguyễn Minh Nhật Quang là một điển hình, mặc dù là tuổi rất trẻ nhưng mà đi cờ vô cùng chín chắn và già dặn. Và đây có lẽ là nước cờ này của anh Lê Trọng Việt cũng có phần hơi vội vàng. Nếu như ở đây thì Nguyễn Thái Ninh đã tiến pháo chiếu và tiến xe 6 tiến 3 bắt sĩ tâm thì có thể là sẽ gây rất nhiều nguy hiểm cho bên đỏ. Phải nói là chúng ta thấy là sau khi mà gỡ lại được quân thì anh Minh đã cố gắng để tìm cách khai thác những cái sơ hở của đối phương, và ngược lại phía bên anh Việt nhẽ ra phải tìm cách những thận trọng hơn so với những cái hình cờ của mình, thì anh Lê Trọng Việt đã đi nước cờ tôi nghĩ là có vẻ cũng hơi vội vàng. Vâng, và chắc chắn là như vậy rồi, có 2 tiến 5. Và chắc chắn là sẽ là xe 6 tiến 3 rồi. Nếu như trong trường hợp mà đấu xe thì sẽ cầm chắc với thua. Bởi vì đợi sau khi đấu thì bên đen sẽ kém quân. Và những kém quân thì cũng có nghĩa là dễ dàng thua cuộc. Vâng, rất là đơn giản, sẽ 6 tiến 3. Và chắc chắn là người chơi Lê Trọng Việt sẽ phải tìm cách chuyển con xe sang cánh trái để mà chống đỡ, đồng thời bắt pháo.
Không, bác pháo đầu ngay. Có lẽ là đi xe 3 bình 8 thì sẽ dễ dàng hóa giải được thế trận hơn. Trong trường hợp đi xe 3 bình 8, nếu như đối phương mà chạy chạy pháo 2 bình 1 thì sẽ là xe 8 thoái 4. Vừa đe dọa là đấu bớt con pháo nguy hiểm và vừa đe dọa là nếu trong trường hợp mà chạy pháo thì sẽ có nước pháo 3 tiến 9 ăn tượng và phản công. Tuy nhiên là anh Lê Trọng Việt đã không đi đường đó và sẽ quyết định là bình xe bắt pháo đầu. Nước bình xe bắt pháo đầu thì có lẽ không mạnh bằng nước bình xe bắt pháo 2 của đối thủ, tức là xe 3 bình 8. Vâng, và như vậy thì đương nhiên là anh Nguyễn Thái Ninh vẫn tiếp tục ăn quân thôi. Mặc dù là ăn hơn được con sĩ, tuy nhiên là hình cờ của anh Nguyễn Thái Ninh cũng chưa có thể triển khai tấn công được ngay, bởi vì một xe hai pháo cũng chưa gây được nguy hiểm tức thì cho bên đỏ. Và bây giờ thì Nguyễn Thái Ninh chắc chắn là sẽ phải lựa chọn phương án chạy pháo làm sao cho thích hợp để tìm được phương án có thể phản công trong cái thời gian ngắn nhất. Pháo 5 bình 2 với mục tiêu là tránh cho nước bình xe ra bắt pháo. Tuy nhiên là nếu như vâng, có lẽ là một nước cờ lại tiếp tục vội vàng của anh Lê Trọng Việt. Nếu như vững hơn thì anh Lê Trọng Việt có thể bình xe bắt pháo. Nếu như pháo ăn về thì sẽ là vật pháo chiếu, xong sau đó sĩ ăn lên xe. Còn nếu không thì sẽ là ăn xe ăn về pháo. Có lẽ là nước cờ đó thì sẽ tạo thành nguy hiểm lớn hơn cho người chơi Nguyễn Thái Ninh. Trong trường hợp nếu như xe 5 bình 8, anh Nguyễn Thái Ninh sẽ phải chạy xe, ví dụ như xe 5 bình 4 thì sẽ thoái 1 ăn pháo. Còn nếu như trong trường hợp mà pháo trước thoái 4 để ăn xe thì sẽ là pháo 3 sẽ tiến 9 chiếu tướng ăn hơn tượng và sau đó là ăn sĩ lên xe. Và như vậy thì có lẽ là sẽ khó khăn lớn hơn cho anh Nguyễn Thái Ninh. Và có lẽ là người chơi Lê Trọng Việt thì đã đi rất nhanh, bởi vì có thể là trong tâm tư anh nếu mà không đi, sợ là đi nhanh thì đối thủ sẽ không cho đi nữa. Nhưng mà trên thực tế thì anh còn rất nhiều thời gian, không nhất thiết là phải đi quá nhanh như vậy. Và trở lại với người chơi Lê Trọng Việt đến từ Thanh Hóa thì chúng ta cũng thấy rằng là người chơi Lê Trọng Việt là người chơi có lẽ là cũng rất có duyên với chương trình đấu trường cờ Việt của chúng ta. Ở vòng đấu thứ nhất thì anh Lê Trọng Việt đã phải... Vâng, và có lẽ là anh Lê Trọng Việt đã bỏ quân gây rất là vô lý. À, có lẽ là anh dọa sau đó là sẽ tiến lên bắt lại pháo. Và chúng ta cùng chờ xem cái tính toán này của anh Lê Trọng Việt liệu có chính xác hay không. Nếu như trong trường hợp mà anh Nguyễn Thái Ninh mà ăn xe vào tượng, à, pháo vào tượng, sau đó ăn xe về mã thì có lẽ là cũng sẽ tạo được những cái lợi thế nhất định. Anh Cường tôi cho rằng, vâng, anh Ninh đã quyết định là ăn sĩ chứ không ăn mã. Anh Cường cho rằng nếu như trong trường hợp, à, xin lỗi anh Việt cho rằng nếu trong trường hợp mà đi xe 3 thoái 1 ăn pháo thì sẽ là pháo 3 tiến 1 để bắt lại quân.
Vâng, đánh xong cái nước đấy tôi thấy bạn Việt như là đang niệm thần chú hay sao? Vâng, và bây giờ thì anh Nguyễn Thái Ninh có thể là đi sẽ pháo 2, sẽ tiến 2 và đe dọa là sẽ chiếu hết. Và đến đây thì có vẻ như anh Lê Trọng Việt vẫn cứ tiếp tục khá là vội vàng, tại vì thực ra anh Lê Trọng Việt đang hơn quân, và nếu như đi chính xác thì có thể giành được thắng lợi. Không nhất thiết là phải tiến của một con xe xuống một con mã mà rất là vô hại, nó không có gây cho mình bất kỳ một cái nguy hiểm gì. Thì trở lại với người chơi Lê Trọng Việt thì chúng ta còn nhớ là ở trong vòng đấu thứ nhất thì anh đã gặp một người chơi là anh Tô Xuân Thiết đến từ câu lạc bộ câu lạc bộ Hà Thành. Thì anh Lê Trọng Việt đã gặp một cái may mắn rất là lớn khi mà anh Tô Xuân Thiết chỉ còn một nước nữa là chiếu hết ngay, thì anh Tô Xuân Thiết đã không đi và đi một nước ngược lại. Thế là tự làm cho mình thua cuộc, và cuối cùng thì anh Lê Trọng Việt đã bước vào vòng 2. Ở ngay vòng 2 thì anh Lê Trọng Việt lại tiếp tục gặp may hơn khi mà một người chơi đã không còn có khả năng thi đấu ở vòng 2 và lại vô hình chung đã nhường đường cho anh Lê Trọng Việt lại tiếp tục thi đấu ở vòng 3. Phải nói là hôm nay chúng ta gặp cả hai người chơi đều rất có duyên trong vòng đấu thứ nhất và vòng đấu thứ hai của đấu trường cờ Việt. Và đến hôm nay chúng ta sẽ thử xem cho ai sẽ là người có duyên hơn. Nhưng mà đến đây chúng ta có cảm giác như là người chơi Nguyễn Thái Ninh là người có vẻ có duyên hơn. Ở đây thì rất có thể là anh Lê Trọng Việt chỉ có một đường duy nhất là đi xe 4 bình 8 để đỡ nước chiếu hết. Vì anh Thái Ninh đang đe dọa là pháo 4 thoái 2 hoặc thoái bao nhiêu cũng được, miễn là đừng thoái 1 thì là dẫn đến chiếu hết ngay. Phải nói là rất là khó khăn. Đến đây thì chúng ta thấy rằng người chơi Lê Trọng Việt đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ nước cờ này. Vâng. Và có lẽ là anh đã không nhìn thấy nước cờ chiếu hết mà chỉ nhìn thấy nước cờ bát mã thôi. Có lẽ là phải nói là rất là vội vàng, đi suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn đi đến nước cờ có lẽ là yếu nhất. Ở đây thì đơn giản là pháo 4 có thể thoái 2 là ván cờ đã kết thúc rồi. Và chúng ta hãy cùng xem người chơi Nguyễn Thái Ninh sẽ đi nước cờ nào. Vâng, và ván cờ đã kết thúc. Pháo 4 thoái 2 hết. Vâng, xin mời trọng tài Nguyễn Thế Chí. Vâng, và như vậy thì ở ván đấu thứ 2 thì người chơi Nguyễn Thái Ninh đã chiếu hết đối thủ của mình.